Vâng, và còn theo bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Saint -Paul của Hà Nội, khi nói về độc tố của vi khuẩn Clostridium và Botulinum trong pate minh chay khiến cho nhiều người bị ngộ độc thì ông khẳng định Botulinum là chất độc nguy hiểm nhất thế giới. Với liều là 0,004 microgram trên 1 kg thì nó sẽ giết chết một người trưởng thành. Và mỗi kg Botulinum đủ để giết chết 1 tỷ người. Vâng, trong Thế chiến 2, độc tố botulinum được ưu tiên để nghiên cứu sản xuất vũ khí hóa sinh học. Tất cả các bác sĩ, chuyên gia thực phẩm đều kinh hãi khi nói tới vi khuẩn Clostridium botulinum và độc tố của nó là botulinum. Botulinum có trong pate mình chay là chất độc thần kinh mạnh. Nó xâm nhập vào các tế bào thần kinh, ngăn chặn sự giải phóng chất dẫn truyền acetylcholine, khi chất dẫn truyền thần kinh này bị chặn, giao tiếp tế bào không được thực hiện, làm cho các cơ bị tê liệt. Độc tố botulinum có 7 loại, ký hiệu bằng các chữ cái theo thứ tự từ A đến G. Riêng C gồm hai loại phụ. Như vậy tổng cộng có 8 chất độc. Nhiễm độc ở người loại A và loại B là phổ biến nhất, sau đó đến loại E và F, các loại còn lại ít gặp hơn. Botulinum không chịu được nhiệt, nếu đun ở 100 độ C sau 2 phút chất độc bắt đầu biến tính và giảm độc lực. Khi đun đến 10 phút, chúng có thể bị phá hủy. Đây là điều may mắn bởi thực phẩm đun sôi có nhiệt độ sắp xỉ 100 độ C. Chúng ta có thể yên tâm với đồ ăn tươi được nấu chín. Vâng thưa quý vị, trong tủ lạnh dưới 10 độ C thì Crostium botulinum không thể sinh sản hoặc là tạo ra chất độc. Vì vậy bạn phải để thức ăn thừa vào tủ lạnh. Đó là biện pháp quan trọng để phòng ngừa ngộ độc botulinum trong gia đình.